世界，曾经只来一切，原来人山人海里有特别，指尖翻动永恒字典，解开让我心跳的悬念，瞬间的特别是偶然的遇见，相互吸不知不觉，牵着一双手在漫长的时间，抵过任何的语言，quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn. Tập 23. Tam Tam của chúng ta trưởng thành rồi. Lần đầu tiên mình nghe chính miệng cậu thừa nhận thích ai đó đấy. Cậu nói nhỏ thôi, anh ấy mà nghe thấy là lại đắc ý đấy. Được được, mình không nói. 2 triệu tệ không phải con số nhỏ đâu, là số tiền tích lũy cả đời của biết bao gia đình bình thường đấy. Sao em với họ làm gì chứ? Hơn nữa, tuần sau em sẽ trả lại 2 triệu tệ này cho ông ấy. Quán cà phê này cũng chẳng liên quan gì đến ông ấy nữa. Em tặng hết cho Tam Tam, ông ấy cũng chẳng quản được. Lợi nhuận một tháng của quán cà phê này bao nhiêu? Có kiếm lại được không? Em có của khác. Nói chứ, bố em đã luôn coi thường em rồi, cũng không thể để bạn gái em coi thường em luôn đúng không? Hơn nữa Tam Tam đã nói với em, việc làm ăn của nhà cô ấy gặp vài vấn đề. Em nói em nuôi cô ấy, em tặng cả quán cà phê này cho cô ấy, tiền kiếm được cũng là của cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ vui. Có cửa khác. Là chú tìm cho em việc làm ăn khác à? Anh cứ mặc kệ em đi. Anh lên kế hoạch cho cuộc sống ở nước ngoài của anh cho tốt đi. Gì gì? Đừng để Lâm Chi Hiệu kia nắm trong lòng bàn tay, lại bắt đầu ăn đói lên tinh. Lo cho bản thân đi. Đi thôi, đi. Mình cảm thấy có thể gặp được bác sĩ cố nhà mình thật sự là một chuyện rất hạnh phúc. Vậy chuyện này là giờ mình đúng không? Đúng vậy, hội diễn mùa xuân. Thầy Lâm và bà Lý không tới. Kết quả trong cơn tức giận, mình đã tới quán bar với cậu. Sau đó thầy Lâm hùng hổ tới quán bar bắt cậu. Rồi nói cố ngụy là Jason. Jason tới rồi. Hai người nói gì mà vui vậy? Không nói về anh. Bọn em đang nói về chuyện thú vị khi anh trai gặp thầy Lâm vào lần đầu đến quán bar. Chuyện thú vị. Jason, nhắc mới nhớ, cuối tuần này cậu muốn đưa anh ấy về gặp thầy Lâm à? Đúng vậy. Bố vợ gặp con rể càng nhìn càng tức giận. Anh, tự cậu phúc đi. Anh đừng có dọa anh ấy. Cậu đừng có mà cười trên nỗi đau của người khác. Sớm muộn cũng có ngày cậu phải trải nghiệm đấy. Em mong cậu chẳng được đấy. Cũng không biết người nào đó đến bao giờ mới cho cơ hội. Mời đi. Hồi hộp không? Thực ra có một chút sao? Vậy em có thể nói cho anh biết chú Lâm thích gì, không thích gì không? Tôi có thể nói cho anh biết, thứ mà thầy Lâm thích thì không nhiều, nhưng hôm nay tôi có thể dạy anh vài điểm tuyệt đối không được động vào. Tam Tam, cậu đừng chém gió nữa được không? Thế thì cậu phải nói tới mai nhiều lắm luôn. Không có, đầu tiên cho anh ấy học thuộc nội quy trường cấp 3 của chúng ta. Nếu không học thuộc thì anh ấy phải chạy 20 vòng quanh khu nhà. Chạy 20 vòng? Đúng, cái này chắc có đấy. Anh, sợ rồi à? Có học thuộc được không? Đùa gì vậy? Thể lực của anh tốt, trí nhớ còn tốt hơn, đúng không? Đừng dọa anh ấy nữa. Không sao, không sao. Được rồi. Vậy cuối cùng, chúng ta chúc anh tôi, bố vợ gặp con rể, thắng ngay trận đầu. Được không? Được. Cảm ơn cố Tiêu. Cho tôi một ít. Uống ít thôi. Em biết rồi. Cạn ly.
Cạn ly, cố lên. Bác sĩ kiểu gì thế? Có đạo đức nghề nghiệp không? Chúng tôi vào Nam ra Bắc bao nhiêu năm nay, có bệnh viện nào mà chúng tôi chưa từng thấy, có bác sĩ nào mà chúng tôi chưa từng gặp, xem bạn người như cỏ rác đúng không? Anh đừng kích động, uống nước đi. Tới rồi. Đâu đâu đâu. Đây chính là bác sĩ mổ chính của bệnh nhân, Cố Nguyện. Chính cậu làm phẫu thuật đúng không? Được. Thế cậu giải thích cho chúng tôi tại sao cậu chưa được gia đình chúng tôi đồng ý. Đã cất mất bộ phận cơ thể của con trai tôi. Hai người bình tĩnh đã. Đó là cách duy nhất để giữ tính mạng cho anh ấy vào lúc đó. Tình huống của anh ấy không thể đợi được, phải phẫu thuật ngay. Anh cứ bình tĩnh đã, ngồi xuống có gì từ từ nói. Tôi đã giải thích cho anh rồi. Trong tình huống lúc đó thì việc mổ các thân và đuôi tụy kèm lá lách là cách duy nhất để cứu mạng bệnh nhân. Không còn cách nào khác cả. Mặc dù bác sĩ Cố của chúng tôi không liên lạc được với các anh trước khi phẫu thuật, nhưng chúng tôi vẫn tuân thủ quy định về luật y tế, thực hiện phẫu thuật khẩn cấp cho bệnh nhân. Bác sĩ Cố cũng đã báo cáo lên phòng quản lý ngay lập tức. Vậy nên về quy trình thì không có vấn đề gì cả. Lý do lý trấu, các người cùng phe mà. Anh là viện trưởng, cậu ta là bác sĩ. Anh đang bao che cho cậu ta đúng không? Mong ông nói chuyện chú ý một chút. Chúng tôi có ghi chép quá trình điều trị hoàn chỉnh. Được, thế cậu nói tôi nghe. Tại sao đến bây giờ con trai tôi vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, vẫn nằm trong phòng điều trị tích cực? Mổ cắt thân và đuôi tụy kèm lá lách là một ca phẫu thuật lớn. Hơn nữa bệnh nhân còn bị tổn thương những bộ phận khác do tai nạn giao thông. Những thứ này đều cần thời gian để hồi phục. Đúng vậy anh Đường. Thời gian hồi phục của mỗi bệnh nhân sau khi phẫu thuật đều khác nhau. Mỗi người một khác mà. Vậy cho nên anh đừng sốt ruột. Tôi nói cho các người biết. Hôm nay tôi tố cáo là để nhắc nhở các người. Con trai tôi mà khỏi thì chuyện gì cũng dễ nói hết. Còn nếu như con trai tôi có bệnh hệ gì thì tôi không tha cho các người đâu. Làm vậy không hay đâu. Cứ đợi đấy. Đi thôi. Tiểu Cố này, đừng để tâm trạng bị ảnh hưởng bởi chuyện này. Cháu có thể hiểu cảm xúc cho người già của bệnh nhân. Chỉ là cháu. Cháu hiểu mà. Bác sĩ vốn cũng là nghề nghiệp nhiều rủi ro. Vậy thì được. Không sao đâu. Hiệu Hiệu, anh đến rồi. Xin lỗi, bệnh viện có việc đột xuất nên anh đến muộn. Không sao, em cũng mới tới mà. Anh đã nghĩ ra mua quà gì cho bố mẹ em chưa? Bà Lý thích anh lắm. Anh mua khăn lụa cho mẹ em là được. Còn thì Lâm thì sao nhỉ? Anh nghĩ rồi, anh thấy chú Lâm thích uống trà. Vậy mua trà cho chú ấy, em thấy sao? Được, em nghe theo anh, đi thôi, đi. Sao thế? Em nghĩ chú Lâm sẽ thích bộ ấm trà này à? Không cần đâu, chúng ta đi xem tiếp đi. Anh chị có mắt nhìn quá. Bộ ấm trà này được ông chủ của chúng tôi cất công mang từ Nghi Hương về đấy. Đây là sản phẩm của nhãn hiệu nổi tiếng, chất lượng tốt lắm. Dùng để tặng người lớn là hợp nhất luôn. Tôi thấy được đấy. Gói lại giúp tôi. Tôi gói ngay đi ạ. Không cần đâu anh, bộ này đắt quá. Không sao, tuy lương bác sĩ không cao, nhưng anh vẫn còn một ít tiền để dành mà. Hơn nữa, thân phận của chú Lâm đặc biệt. Anh còn lo mình thể hiện chưa đủ thành ý cơ. Anh yên tâm đi, anh mà tặng bố em món quà này, chắc chắn bố em sẽ rất thích. Chú thích là được. Điện thoại kìa. Hiệu Hiệu, thế này đi. Hay là em ra thanh toán trước. Mật mã là sinh nhật em. Anh nghe điện thoại đã.
Alo, Tiểu Đỗ à? Anh à, bệnh nhân có biến chứng. Anh bao về đi. Cậu nói gì? Cậu đừng sốt ruột, từ từ nói anh nghe. Anh biết rồi. Giờ anh sẽ về bệnh viện ngay. Có chuyện gì thì đợi anh về rồi nói. Sao thế anh? Có phải ở viện lại có chuyện gì không? Không sao đâu. Nhiệm vụ khẩn cấp thường ngày thôi. Em hiểu mà. Nhưng hiểu hiểu này, tối nay anh không thể đi ăn cơm cùng em được rồi. Không sao đâu, công việc quan trọng mà. Anh giải quyết công việc trước đi. Ngoan quá. Anh cầm cho. Mua xong rồi. Thế anh đi trước nhé. Còn hai túi này nữa. Chú ý an toàn nhé. Khu nội trú. Bây giờ cảm xúc của người nhà bệnh nhân cực kỳ bất ổn. Tốt nhất không thể để chuyện này tiếp tục kéo dài, ảnh hưởng đến công việc tương lai của cháu. Vậy nên chú nghĩ cháu giao bệnh nhân này cho Tiểu Nghiêm đi. Sau này cháu không phải lo nữa. Thật ra cháu biết ca phẫu thuật của cháu không có vấn đề gì hết. Nhưng thấy bệnh nhân có biến chứng, cháu cũng đừng quá tự trách nữa. Cháu đã cố gắng hết sức rồi. Người nhà của bệnh nhân không thấu hiểu cũng là chuyện thường gặp. Chuyện này chú sẽ giải thích với bệnh viện. Cảm ơn phó viện trưởng Cao. À đúng rồi chú Cao, câu chuyện này cháu muốn hỏi chú. Cháu nói đi. Để làm visa sang Đức, cháu cần giấy tờ bệnh viện cung cấp. Nhưng hình như bây giờ cháu vẫn chưa nhận được. Chuyện này à, giống dĩ chú định mấy hôm nữa mới nói với cháu. Xem ra cháu không đi được rồi. Nhưng không sao đâu. Cháu còn trẻ mà. Đợi giải quyết xong chuyện này, cháu sẽ có rất nhiều cơ hội. Tiểu Cố à, có những chuyện chú cũng không làm được gì. Mong cháu hiểu cho. Cháu hiểu mà. Alo, mẹ à, không phải hôm nay con bảo sẽ gửi đồ không mang đi rước về nhà sao? Con hẹn mấy giờ thế? Bệnh viện có việc đột xuất, chiều mẹ phải đến đó. Con quỷ rồi à? Không gửi đồ nữa à? Con không đi rước nữa. Mẹ, tình hình cụ thể con nói với mẹ sao nhé? Con cúp máy đã. Cô bé đáng yêu của anh đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, có vui không nào? Lạnh lùng vậy à? Dễ mặt gì thế này? Thấy em mà như thấy ma vậy. Anh yên tâm đi. Dù thầy Lâm canh em rất nghiêm, nhưng dù sao em cũng có nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu mà. Không sao đâu. Hơn nữa tối nay là ngày quan trọng như thế cơ mà. Chắc chắn em phải qua đây cổ vũ cho anh chứ. Cố lên bác sĩ Cố của em. Bác sĩ Cố, cố lên, cố lên, cố lên. Anh thu xếp đến đâu rồi? Đi xem nào.
Chuyện gì thế này? Không phải đã nói mong chờ thế giới hai người ở Đức sao? Sao vẫn chưa xếp xong sách thế? Em biết rồi. Anh muốn cho em cơ hội thể hiện đúng không? Không thành vấn đề, em dọn cho anh. Đóng này dọn hết luôn đúng không? Anh đứng yên đó, để em làm cho. Cho em cơ hội thể hiện đi. Sách của anh dày quá rồi đó. Còn dày hơn từ điển Oxford của em nữa. Em là mẹ hiền vợ đảm đấy. Lần này anh đi Đức, định dọn hết cả nhà hả? Xong ngay đi. Còn một quyển, đợi em một lát. Đau không? Đau. Rất đau. Hơn nữa còn rất choáng. Tiêu rồi. Chắc là em bị chấn động đảo rồi. 1+1=2. 1+1=3. 3. Tiêu rồi. Ngốc thật rồi. Em không thể ngốc được. Em mà ngốc, anh sẽ thích cô gái khác cho xem. Đợi sau khi đến Đức, em sẽ lấy mấy quyển sách đó của anh đi kê chân bàn với bồn rửa tay gì đó hết, được không? Hiểu hiểu. Về chuyện đi Đức, em đặt báo thức ấy mà. Buổi chiều em phải đi ký hợp đồng, em sợ trễ. Giờ em phải đi ngay, nếu không sẽ trễ thật mất. Em đi đây. Vừa rồi anh nói với em, anh đi Đức làm sao? Đi Đức ấy. Không có gì. Để sau nói cũng được. Đúng rồi. Lúc ký hợp đồng, nhớ xem kỹ điều khoản. Biết rồi, bác sĩ Cố của em. Buổi tối cố lên nhé. Bây giờ cảm xúc của người nhà bệnh nhân cực kỳ bất ổn. Tốt nhất không thể để chuyện này tiếp tục kéo dài, ảnh hưởng đến công việc và tiền đồ của cháu. Phòng quản lý đồng ý rồi. Bác sĩ gây mê chuẩn bị gây mê đi. Bắt đầu phẫu thuật. Cháu cũng đừng quá tự trách nữa. Cháu đã cố gắng hết sức rồi. Chú sẽ giải thích với bệnh viện. Đúng rồi, viện trưởng. Để làm visa đi Đức, cháu cần giấy tờ bệnh viện cung cấp. Nhưng hình như giờ cháu vẫn chưa nhận được. Alo, Tiểu Đỗ, sao thế? Anh bao giờ đây đi. Cậu bình tĩnh, làm sao vậy? Phòng quản lý bệnh viện đặc biệt thành lập một tổ điều tra, muốn điều tra bệnh án của nạn nhân tai nạn. Ngay cả phó viện trưởng Cao cũng bị tra hỏi rồi. Lớn chuyện rồi đấy. Anh lên Weibo xem đi. Được được, anh xem xong rồi gọi lại cho cậu. Đừng gấp. Chúc mừng cô. Cảm ơn. Chúng tôi đều đánh giá rất cao tiềm lực của cô. Sau này chúng ta sẽ cùng nhau trưởng thành. Cảm ơn cô. Tôi nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của mọi người dành cho tôi. Được. Lát nữa cô có muốn ăn bữa cơm với tôi và Thiệu Giang không? Để anh ấy nói cho cô nghe những điều cần chú ý sau khi đi Đức. Xin lỗi, hôm nay tôi còn có việc, không thể nào ăn cơm cùng với hai người được. Không sao, vậy để lần sau. Tất nhiên nhất định rồi.
bác sĩ bất lương bị bóc phốt. Người nhà bệnh nhân bóc phốt bác sĩ họ Cố từng gây ra sự cố y khoa nhiều lần, hơn nữa còn hại chết chính thầy của mình. Bác sĩ kiểu gì vậy hả? Hắn lấy được chứng nhận hành nghề y kiểu gì thế? Không làm bác sĩ được, ngay cả giác ngộ cơ bản của con người cũng không có. Ai nghề kiểu đó mà dám cứu người? Cho chúng tôi một lời giải thích đi. Đúng thế, sao lại có loại người như cậu chứ? Sao mà làm bác sĩ được vậy? Cho một lời giải thích đi. Phải đó, giải thích đi. Bác sĩ bổ chính phải chịu trách nhiệm, không thể dung túng cho kẻ ác nữa. Bác sĩ bất lương cố tình mưu sát người ta. Trời ơi, đây là cái bệnh viện bất lương gì thế này? Khu đội trú. Có tin là tôi khiến cậu không làm bác sĩ nữa không? Tôi biết hết mọi chuyện về cậu. Tin trên mạng đều do tôi đăng đấy. Cậu chính là một tên lang băm. Cậu còn hại chết cả thầy mình nữa. Cậu còn mặt mũi nào ở đây làm bác sĩ nữa chứ? Tại sao đến giờ con trai tôi vẫn chưa tỉnh? Cậu nói đi. Không nói gì tức là thừa nhận rồi. Tôi biết trong bệnh viện này cậu có chỗ dựa, cậu có thể muốn làm gì thì làm, tùy tiện không chút kiêng dè, phẫu thuật làm chết người cũng không chịu trách nhiệm, đúng không? Nói thẳng ra, phó viện trưởng Cao là bố vợ của cậu, cậu muốn làm gì thì làm. Tôi còn muốn hỏi hai người muốn làm gì đấy. Cô là ai? Tôi là Cao Hy, con gái của phó viện trưởng Cao Bác Dương. Gì cơ? Bác sĩ Cố Nguyện và tôi không có quan hệ gì khác, chỉ là đồng nghiệp. Hai người đặt chuyện gây sự ở bệnh viện, có tin tôi kiện hai người không? Anh đi họp đi. Đừng đi, cậu đừng đi. Được. Nếu cô đã là bác sĩ Cao, con gái của phó viện trưởng Cao, vậy chúng tôi chờ cô cho chúng tôi một câu trả lời. Bệnh viện các người đừng hòng qua loa cho xong chuyện với tôi. Đi. Lòng nhân từ của người làm y. Chúng ta đóng cửa nói chuyện. Kẻo bệnh nhân lại có suy nghĩ khác. Họ không hiểu y học. Dù trao đổi thế nào cũng không tin chúng ta. Bây giờ chuyện phiền phức nhất chính là họ đưa chuyện này lên mạng, làm ầm ĩ xôn xao cả lên, gây ra ảnh hưởng không tốt cho xã hội. Bệnh viện đã thành lập tổ điều tra chuyên trách. Vừa nhận được thông báo, Quỹ ban y tế sẽ cử người xuống tìm hiểu chuyện này. Vì thế, bây giờ chuyện nhạy cảm và đáng sợ nhất là ảnh hưởng từ dư luận xã hội. Người như mày cũng xứng làm bác sĩ, đúng là mất mặt người làm y. Không sợ báo ứng à, trước bệnh nhân tin tưởng mày. Tiểu Cố, thế này đi, phẫu thuật và lâm sàng tạm ngừng trước. Thế nghĩa là bệnh viện muốn đình chỉ tôi sao? Chúng tôi không còn cách nào khác. Làm như vậy cũng là để bảo vệ cậu. Đình chỉ bao lâu? Xem ra là vô thời hạn. Đợi sự việc điều tra rõ đã. Dừng 25 ngày mai còn có một ca phẫu thuật. Ít nhất để tôi làm xong ca phẫu thuật này đi. Được. Bác sĩ Cố, tôi đã nghe nói chuyện của cậu rồi. Cậu vẫn ổn chứ? Không sao chứ? Chú đừng lo lắng.
ca phẫu thuật sáng mai sẽ diễn ra như thường. Là thế này bác sĩ Cố, dạo này cậu gặp nhiều chuyện, nhất định tâm trạng cũng không tốt, cậu nghỉ ngơi đúng không? Cái này thì chú yên tâm, tôi mà làm phẫu thuật thì nhất định sẽ dốc hết sức, tôi không phải ứng này. Tôi nói thẳng này, chúng tôi nghĩ rồi, vẫn nên đổi bác sĩ mổ chính thì hơn. Tôi hiểu rồi. Thế này đi, tôi sẽ báo lại với bên bệnh viện. Cảm ơn. Cảm ơn. Cố Ngụy, anh cần em làm giúp gì anh không? Làm gì giúp tôi ư? Lúc nãy em cũng nghe thấy rồi đấy. Em có thể làm gì giúp tôi? Nhất định sẽ có cách. Ca phẫu thuật của anh không có vấn đề gì cả, cứ để họ điều tra là được. Em tìm chứng cứ giúp anh. Cao Hiên, em nói xem chúng ta cố gắng kiên trì lâu như vậy là vì điều gì? Tôi cảm thấy những việc chúng ta kiên trì như một trò cười vậy. Anh nói vậy là sao? Em tin anh, chuyện này sẽ không đến mức có kết quả xấu nhất đâu. Anh đừng đảng lòng. Kết quả xấu nhất, em có còn nhớ thầy từng nói với chúng ta rằng với một bác sĩ thì thanh danh nghề nghiệp và sự nghiệp chữa bệnh còn quan trọng hơn cả mạng sống không? Bệnh nhân của tôi đã không còn tin tưởng tôi nữa rồi. Em nói với tôi kết quả xấu nhất, đây chẳng phải kết quả xấu nhất ư? Xin lỗi, tôi muốn yên tĩnh một mình. Bác sĩ là nghề cả đời vì người không vì mình, chẳng mong an nhàn, không cần danh lợi. Người nhà bệnh nhân đã kiện ra tòa rồi. Luật sư của bệnh viện đang thảo luận. Phẫu thuật và lâm sàng tạm ngừng trước. Chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Làm như vậy cũng là để bảo vệ cậu. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau. Sao chỉ có một mình con? Cố Ngụy đâu? Chắc Cố Ngụy đang bận việc ở bệnh viện. Lát nữa anh ấy đến ngay. Bố, bố sao thế này? Sao hả? Có cần mặc trang trọng như vậy không? Trang trọng một tí không được ư? Không phải, bố mặc cái này hơi buồn cười. Thật đấy. Đừng mặc nữa, bố cởi cái này ra đi. Cởi ra mặc cái bên trong được rồi. Con buồn cười, có buồn cười đâu. Thật đấy, hợp đồng, hôm nay con ký hợp đồng xong rồi. Chúc mừng con, chúc mừng. Bố mặc thế này, chúc mừng con rất giống lãnh đạo đấy. Đương nhiên rồi. Hiểu hiểu, con về rồi à? Dạ con về rồi, lại đây giúp mẹ đi. Dạ dạ con đến đây. Tin con đi, cởi ra đi. Thật đấy, bố cởi ra đi. Con đến đây. Mẹ thấy bộ đồ của bố chưa? Con có ngốc không vậy? Bây giờ khiến bố con không vui. Con quên lát nữa ai sẽ đến à? Đúng đúng đúng. Tối nay nếu lão Lâm làm khó bác sĩ Cố thì mẹ hòa giải giúp con nhé. Để mẹ cân nhắc. Sao lại cân nhắc ạ? Không phải mẹ rất thích bác sĩ Cố hay sao? Bác sĩ Cố người ta đã chuẩn bị cho mẹ một món quà lớn đấy. Cái con bé này, mua gì không quan trọng, quan trọng là tấm lòng. Đồ cũng rất quan trọng mà, người ta đã chọn lựa kỹ càng, rất hợp với phong thái của mẹ.
Thành ý 100% luôn. Thật sao? Dạ thật. Cái này thật sự đáng để mong đợi. Sao hả? Lần này kiểu gì cũng phải đứng về phía anh ấy rồi chứ. Mẹ biết rồi. Con xem thử nồi canh của mẹ. Đừng động vào, đừng động vào. Vẫn chưa có được. Trong tất cả các món hôm nay đều không bỏ rau mùi đấy chứ. Mẹ quên mất. Bỏ cả rồi. Xem con căng thẳng chưa kìa. Không bỏ. Mẹ đã nấu rất nghiêm ngặt theo danh sách của con đưa cho mẹ. Toàn là món cậu ấy thích thôi. Làm con sợ muốn chết. Bác sĩ cố không chỉ không ăn được rau mùi, đến cả rau mùi cũng không ngửi nổi. Con sợ lỡ như mẹ bỏ vào, đến tối ở đấy không ăn được gì, lão Lâm lại tưởng anh ấy khó chịu. Con muốn anh ấy được thêm vài điểm trước mặt lão Lâm. Thế nên con phải để ý đến mọi chi tiết. Con bé tinh ranh. Con phải dắt anh ấy, bảo anh ấy đến sớm một chút. Đúng, đúng, đúng. Bảo cậu ấy đến sớm một chút. Lão Lâm ghét chứ là đến muộn đấy. Hiểu hiểu. Xin lỗi. Bệnh viện có ca phẫu thuật đột xuất. Chắc là hôm nay anh không đến được rồi. Bác sĩ cố, xong việc chưa? Đã xuất phát chưa? Xem này, ở nhà chuẩn bị gần xong rồi đấy. Lão Lâm, chắc bác sĩ cố sắp đến rồi. Con xuống đón anh ấy. Được, chuẩn bị sẵn sàng nhé. Sao giờ anh mới đến? Em còn tưởng anh sẽ đến muộn nữa. Anh mà đến muộn, thầy Lâm sẽ bắt bẻ anh đấy. Hiểu hiểu, em xem nào. Sao anh không mặc bộ vest kia? Nhưng không sao, dù sao hôm nay thầy Lâm cũng không mặc vest. Mọi người cùng nhau ăn cơm, thế này rất tốt. Sao vậy? Không sao. Đồ đâu? Ở trong xe à? Em đi xem thử. Hiểu hiểu, đây ra làm gì? Anh cầm lấy. Lát nữa anh đưa cho thầy Lâm biết chưa? Cả cái này nữa. Hiểu hiểu, anh có chuyện muốn nói với em. Rốt cuộc anh sao vậy? Đến rồi à? Dạ đến rồi. Đến rồi thì đừng đứng ở đây nữa. Lên đi. Dạ, bố lên trước đi. Mau lên. Cơm canh xong xuôi cả rồi. Tốt lắm, hôm nay cũng là một ngày đẹp trai. Lát nữa chớ căng thẳng, biết chưa? Cố lên. Đi thôi. Mọi người cùng ăn cơm. Cố Ngụy, chớ khách sáo nhé. Cũng như bình thường thôi. Anh ăn nhiều một chút. Đấy là món cô Lý có công đấu cho anh đấy. Cảm ơn cô Lý. Cháu khách sáo quá rồi. Cô chú còn phải cảm ơn cháu đã mua quà cho cô chú. Nhìn là biết đã dùng cả tấm lòng. Nhất là bộ ấm trà tử sa của lão Lâm. Đẹp quá đi mất. Đẹp đẹp đẹp. Bác sĩ cố, hôm nay cháu đến nhà với thân phận bạn trai của Hiệu Hiệu.
Vậy chú gọi cháu là Tiểu Cố nha. Tiểu Cố à, cháu là người ở đâu? Người bản địa à? Tuổi 31, học lực tiến sĩ à? Cha mẹ làm nghề gì? Đều là bác sĩ à? Dòng dõi y học à? Chẳng trách Tiểu Cố tuổi trẻ tài cao, nổi bật hơn người. Làm chị hiệu nhà chúng ta cũng không kém, tuy học tập không nổi trội lắm, nhưng yêu nghệ thuật đồng nghiệp. Từ nhỏ đã học đàn xen lô, chẳng phải bây giờ cũng được dàn dặt chuyên nghiệp tuyển vào rồi sao? Hôm nay thầy Lâm được lắm, hiếm khi thấy khen con như thế. Con ăn cơm đi. Dạ dạ dạ, con im miệng, không nói chuyện. Đào đào đào, ăn cơm đi, đừng chỉ ngồi không như thế, bao ăn đi. Thầy Lâm, cô Lý, cháu có lời muốn nói. Tiểu Cố, cháu đừng căng thẳng, ai cũng biết nói lời dễ nghe. Cô chú cũng không cần cháu làm mấy chuyện không thực tế đó. Chú chỉ muốn hỏi cháu một câu, cháu có dự định gì với tương lai của hai đứa không? Định bao giờ kết hôn? Thầy Lâm, câu hỏi này của bố gấp gáp quá rồi đấy. Bố để người ta ăn cơm cái đã, chỉ trò chuyện bình thường thôi mà. Chưa gì đã bảo vệ thế rồi. Con đâu có. Đào, để Tiểu Cố tự nói đi. Tiểu Cố, có tin tôi sẽ cho cậu không làm bác sĩ nổi nữa không? Tiểu Cố à, chú Lâm à, cháu nghĩ kết hôn là chuyện lớn. Hơn nữa Hiệu Hiệu còn nhỏ, công việc của cháu cũng chưa ổn định cho lắm. Thế nên cháu muốn chờ sau khi ổn định rồi chúng cháu mới từ từ bàn về vấn đề này à. Thật ra tôi thấy Tiểu Cố suy nghĩ rất chu đáo. Lập nghiệp rồi mới lập gia đình mà, đúng không? Có kinh tế vững chắc trước rồi mới có thể có cuộc sống ổn định được. Hơn nữa hai đứa đó còn phải đi Đức một năm, tranh thủ cơ hội này để bồi đắp tình cảm bền chặt hơn cũng rất tốt mà. Đúng vậy, bọn con đi Đức. Đi Đức, sau đó bác sĩ Tiểu Đỗ còn bảo bọn con mang quà cho anh ấy. Con bảo mang gì cho anh chứ, cũng đâu thể mang bia cho anh ấy. Ô tô cũng không mang được. Anh ấy còn nói bảo con mang loại tiền giấy 100 euro cho anh ấy, còn lâu con mới cho. Con sẽ đổi hết thành đồng xu, đập chết anh ấy. Có phải em danh trí lắm không, bác sĩ Cố? Nếu con đặt hết trí thông minh của mình vào việc học, thì có lẽ bây giờ có thể đến hội trường vàng Feder Buschkering mở buổi hòa nhạc độc tấu rồi. Sau khi đến Đức, thì hãy cùng Tiểu Cố cố gắng, cùng nhau tiến bộ. Chỉ khi hai người cùng dịp bước, thì mới có thể đồng hành lâu dài được. Bố cứ yên tâm, hai đứa con sẽ cùng nhau cố gắng. Tiểu Cố chín chắn, trưởng thành hơn Hiệu Hiệu. Nhất định phải chăm sóc tốt cho con bé nha. Tiểu Cố à, Tiểu Cố, cô Lý, Tiểu Cố à, vừa rồi chú hỏi cháu có thể chăm sóc tốt cho Hiệu Hiệu không? Hôm nay anh ấy làm phẫu thuật cản gai ở bệnh viện, chắc bây giờ vẫn còn hơi lơ mơ. Làm chị Hiệu, con đừng có chen vào. Bác sĩ Cố, hôm nay cô chú cố ý mời cháu đến nhà, chắc cháu hiểu rõ cô chú muốn hỏi gì phải không? Cháu xin lỗi chú Lâm, bây giờ cháu không thể cho chú lời hứa mà chú muốn.
一个人喜欢一个人。